Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Jenga Resort and Casino, HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. My Phương Beauty and Wellness Center, xăm phong thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Chương trình này được đem tới bởi Pala Casino Spa and Resort. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào quý khán giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Đồ Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19. Rất là vui để đến với quý vị ngày hôm nay, và câu chuyện vui sáng nay là có người ra nhìn chúng tôi và hỏi: tôi có phải là tiến sĩ về vật lý học hay không? Cái câu chuyện này nó đến từ cái việc mà có ba nhà vật lý học người Anh, thưa quý vị, đang dạy trường đại học ở Hoa Kỳ này và đã nhận được giải Nobel vật lý. Và cái phương cách giải thích thì rất thật khó. Chính vì thế mà ngay cả khi mà ông đến để ông nhận thì ông mới mang theo ba cái bánh. Chúng tôi sẽ có hình ảnh và chi tiết để gửi đến quý vị tại sao mà ba nhà vật lý học người Anh này lại đoạt giải Nobel liên quan đến vật lý ngày hôm nay. Thế nhưng trở lại với phần tin tức vào sáng nay, thời tiết diễn biến như thế nào hả Thảo Yên? Vâng, thưa với anh và thưa với quý vị, là ngày kể từ ngày hôm qua trở đi là thời tiết tại quận Cam của chúng ta đã trở nên rất là mát mẻ. Thì ngày hôm nay lên cao nhất cũng chỉ tầm 75 độ và Anaheim thì dừng ở mức là 80 độ thưa quý vị. Quá lý tưởng ha. Vâng, rất là lý tưởng cơ. Ấm áp nha. Riverside và khu vực Inland Empire thì cũng vẫn ở mức là 80. Thế nhưng buổi tối thì xuống chỉ còn là 50 độ thôi thưa quý vị. Thì tối ở khu vực này khá là lạnh. Và trong những ngày sắp đến thì Orange County cũng chỉ dừng ở mức 70 mấy độ. Thế nhưng vào ngày thứ sáu tuần này lại lên lại 90 độ thưa quý vị. Và TUV làm ở mức 7/10. Mặt trời hôm nay mọc lúc 6 giờ 49 phút sáng và mặt trời lặn lúc 6 giờ 31 phút tối thưa quý vị. Vâng. Mùa bão, nhất là bão Đại Tây Dương, nó diễn ra từ tháng 6, cuối tháng 6 và kéo dài đến tháng 11 luôn thưa quý vị. Trong suốt 5 tháng đó thì bất cứ tháng nào cũng có thể xảy ra cơn bão cả. Kể cả tháng 7, tháng 8 thì thường thường bão diễn ra ở phía vùng vịnh Mexico và chuyển hướng sang Mexico. Nhưng mà bắt đầu từ khoảng tháng 10, tháng 11 đó lại nhằm về hướng Đại Tây Dương. Chính vì thế mà bão Matthew vào sáng ngày hôm nay đã ập vào bờ biển của Haiti. Đây là những hình ảnh trên satellite của NASA quay được. Quý vị thấy cả một cái vùng màu trắng rộng lớn này, đó là bão cũng như đuôi của bão. Với sức gió khoảng 145 dặm một giờ, bão đang ở cấp 4. Trước khi tiến vào Haiti thì bão ở cấp 5. Bão ở cấp 4 mang theo gió mạnh, và hình ảnh ở tại Haiti sáng nay cho thấy rác nó là bay khắp nơi, rất nhiều căn nhà đã bị tốc mái và nhiều người đã bị thương. Trong số này, bão được xem khuyến cáo là extremely dangerous, vô cùng nguy hiểm, đã giết ít nhất 3 người, và tất cả những ai mà trên du thuyền lúc này thì khốn khổ, họ rất là lo, bởi vì du thuyền chuyển hướng. Nhưng mà mặc dù chuyển hướng tránh xa bão, nhưng mà cái đuôi bão nó quét đó và sóng lớn đó, cũng khiến cho chúng ta dễ bị say sóng. Nhiều người ngày hôm nay không ăn uống gì được cả, thưa quý vị, khi những chuyến du thuyền của họ đi vào khu vực của biển Caribbean. Và dự trù liệu rằng từ bây giờ đến thứ sáu này, bão có thể ập vào bờ biển Florida hay không? Thì các nhà dự báo thời tiết chỉ hy vọng bão sẽ chuyển hướng để tránh ập vào Florida. Bởi vì nếu không chuyển hướng mà tiếp tục đi về hướng này thì chắc chắn sẽ vào vùng phía đông nam của Florida. Và tăng cường độ thì lên đến cấp 5 sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tiểu bang này thưa quý vị.
Thời Tết xong rồi và tài chánh ngày hôm nay, nếu quý vị nào chưa mua vàng thì chúc mừng quý vị, dự tính mua vàng thì cũng chúc mừng luôn. Còn quý vị nào đã mua rồi thì xin chia buồn. Bởi vì ngày hôm nay trong vòng 24 tiếng đồng hồ, sáng nay vàng có lúc xuống tới gần $30 một troy ounce. Thưa quý vị. Hôm nay vàng còn dưới mức 1.285 đồng 90 sen, còn có 26 đồng 80 sen bị tụt giảm, thưa quý vị. Thì đây cũng là cơ hội phải không ạ? Vâng. Bởi vì nếu có ai mua vàng thì đây là cơ hội quá tốt luôn. Bởi vì xuống một lúc một troy ounce quý vị nhé, còn một lượng vàng ta đó thì có thể nói rằng đã giảm khoảng trên $30. Một thùng dầu lên được 14 sen 48 đồng 95 sen. Sáng nay lúc mở cửa thì Dow Jones đã tăng được 40-50 điểm, nhưng bây giờ các tin tức về Anh Quốc đang lo ngại. Họ nói đó là từ bây giờ đến tháng 12 thì nền kinh tế còn phát triển được, nhưng mà sau tháng 12 bước vào năm 2017, dự báo về sự tăng trưởng kinh tế có vẻ như thụt lùi. Vì thế đã khiến giới đầu tư quan ngại và họ bán tháo cổ phiếu. Sáng nay đi vào thì mua xong rồi nghe tin tức hoảng quá bán tháo. Thưa quý vị, đó là tình trạng diễn ra vào lúc này. S&P 500 xuống 5 điểm, Nasdaq thì ngược lại, hồi sáng nay lên được gần 20 điểm, bây giờ thì còn có 1-2 điểm thôi. Thực ra cho đến giờ phút này không ai biết được tình hình từ bây giờ đến 1 giờ California sẽ như thế nào. Bởi vì tin tức lạc quan có và bất lợi cũng có nữa, thưa quý vị. Sáng nay quý vị đã nghe vào các phần quảng cáo của Leadership on TV trong mấy ngày qua. Tiếp tục gửi đến quý vị các cuộc tranh luận về chính trị, nhất là các ứng viên. Hôm thứ Hai tuần rồi, quý vị đã theo dõi cuộc tranh luận giữa bà Clinton với ông Donald Trump. Tối ngày hôm nay, liệu rằng ông Mike Pence và Tim Kaine có khả năng để hỗ trợ cho người trưởng của mình hay không? Chúng tôi sáng nay cũng phải dành thời giờ để ghép hình hai ông lại với nhau. Sau khi bỏ ra rất nhiều thời giờ ghép thì cuối cùng nhìn trên trang news đó, họ cũng có cái hình ghép luôn nữa. Làm chúng tôi cứ lo là trang news họ không có ghép hình. Tôi nghĩ là có thể có, nhưng mà đôi khi nó video đó. Làm cho quý khán thính giả không nhìn rõ hai ông được. Vâng. Đố quý vị ai là ai? Vâng. Nếu mà quý vị nói tôi không biết ai là ai hết thì quý vị nằm trong số 45% người Mỹ hiện nay họ cho biết đó. Con số khủng khiếp. Vâng. Họ không biết ứng viên phó tổng thống là ai hết. 45% trong các cuộc thăm dò. Điều này cho thấy cái vai vế nó gọi là phó, cái gì mà nó hạng nhì, hạng phó rồi đó, thường như không ai để ý người ta. Nói là để ý đến cái chuyện ông trưởng đó, ông tổng thống đã khó rồi, phải không ạ? Huống gì ông phó, làm sao mà biết được. Nhưng mà thôi, nhờ có cái hệ thống truyền thông ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị. Và cả hai người đều là da trắng, nhưng mà một người lấy vợ Mỹ, một người lấy vợ và nói tiếng Mẹ rất là tuyệt vời. Đây là Mike Pence, quý vị nhé. Ứng viên phó tổng thống của Donald Trump. Và ông hiện nay là thống đốc tiểu bang Indiana. Còn đây là Tim Kaine, đại diện đảng Dân Chủ. Quý vị thấy ông này đó, ông chụp hình thì ông mang cái thai màu đỏ, đại diện cho đảng Cộng Hòa. Ông này mang cái thai màu blue nhạt, màu xanh dương nhạt, đại diện cho đảng Dân Chủ. Tim Kaine hiện nay là thượng nghị sĩ của tiểu bang Virginia. Tối nay, lúc 6 giờ, Little Saigon TV sẽ gửi đến quý vị phần buổi tranh luận trực tiếp đến từ Virginia. Và lần đầu tiên trong lịch sử, một người gốc châu Á, đó là cô Elaine Quijano của đài CBS News, gốc Philippines và là người châu Á, điều họp chương trình. Vâng, một người phụ nữ gốc châu Á điều họp chương trình lần đầu tiên, đặt ra các câu hỏi hóc búa với Mike Pence và Tim Kaine. Trong số này, các câu hỏi liên quan đến những vấn đề thời sự hiện nay và chúng ta cần theo dõi đó, để liệu rằng ông Mike Pence có thể giúp được gì với ứng viên Donald Trump. Bởi vì người ta cũng tin tưởng một người có đầy đủ bản lĩnh hơn, nhất là một thống đốc của một tiểu bang nữa, thì sẽ đưa ra những cái luận lý. Và quan trọng hơn nữa, ông Tim Kaine có đủ khả năng để đối chọi với Mike Pence hay không? Và mời quý vị theo dõi sàn đấu ngày hôm nay, cũng như với những cái đề tài quan trọng về vấn đề kinh tế,
vấn đề phụ nữ. À, có thể có một câu hỏi đối với ông Mike Pence là người trưởng của ông tổng thống, ông ứng viên tổng thống Donald Trump đó có những lời miệt thị đến người phụ nữ. Ông nghĩ như thế nào về những lời đó? Wow, thì ông này phải đứng ra giải thích. Và một lần đó, cái khó khăn, cái vai trò của người phó đó, làm sao nổi bật cái vai trò người trưởng của mình. À, phải không? Vâng. Bởi vì nếu không đó, thì lại làm yếu kém đi đảng của mình nữa. Và trong lúc này thì người ta nói cả hai ông đã trong suốt vài tuần lễ vừa qua chuẩn bị rất là kỹ càng. Hai ông đã nghĩa là dựng cả một cái sân khấu đó, và bên kia có một cái người ngồi đó để hai người đứng lên trong vòng 90 phút đồng hồ vặn vẹo nhau. Tức là cái người mà đối chọi đó sẽ đóng vai trò của ông Mike Pence, đưa ra những cái đề tài hóc búa của phía đảng Cộng Hòa để đặt ra với ông Tim Kaine. Thì Tim Kaine phải tìm cách để trả lời những cái chất vấn của một cái người điều hợp giả đó nữa. Và phía ông Mike Pence cũng thế, thưa quý vị, họ lập cả một cái sân khấu giả và hai bên đã tập luyện dữ lắm, cho nên đây là cuộc tranh luận có thể nói vẫn vô cùng quan trọng tối ngày hôm nay. Năm 2008, ông thượng nghị sĩ Joe Biden, tức là ứng viên phó của ông Obama đó, đã đụng độ với bà Sarah Palin. Chắc quý vị nhớ cái cuộc tranh luận mà Little Sài Gòn TV cũng đã gửi đến quý vị. 68 triệu người xem cái cuộc tranh luận đó giữa hai ứng viên phó. Và lần này người ta nghĩ rằng sẽ có cái con số cũng khoảng từ 60 tới 70 triệu người theo dõi tối ngày hôm nay. Trong số đó là cả hàng trăm ngàn người Việt Nam chúng ta ở khắp nơi. Ít nhất là cả trăm ngàn người sẽ theo dõi cuộc tranh luận này. Và một lần nữa, giới thiệu đến quý vị cũng như mời quý vị theo dõi cuộc tranh luận đúng trên băng tầng 57.7 của Little Sài Gòn TV 6 giờ tối nay quý vị nhé. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị một vòng các bản tin liên quan đến thời sự thế giới cũng như tình hình nội địa Hoa Kỳ.